Ok, chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mọi người biết không, mình xây dựng kênh Ký Kỳ Cục á, được một cái khoảng thời gian. Tuy không thể gọi là quá dài, nhưng chắc chắn không thể gọi là ngắn được. Thì những chiếc video của mình á, không được quá nhiều người xem đâu. Bạn yên tâm, không cần phải an ủi mình. Dù mình có hơi ngượng miệng khi mà nói ra điều đó, nhưng mình biết mình đang ở đâu mà. Thì trong những video của mình ấy, mình nhận được vài bình luận kiểu như vậy nè. Em thấy kênh của anh ngày càng đi xuống, theo em nghĩ thì anh nên đi hướng khác chứ không nên bám vào nó nữa. Tại em cũng không rõ là anh đang theo đuổi công việc này hay chỉ là chia sẻ kiến thức thôi, không có mong đợi gì, đây chỉ là quan điểm của em. Mình nghĩ là bạn chỉ đang chia sẻ cảm nhận của bạn, chứ bạn không có một cái ý xấu gì cả. Nhưng mà viết sai chính tả hơi nhiều, từ quan điểm nha. Tâm sự với mọi người một xíu đi. Bình luận này mình nhận được vào cái khoảng thời gian mình đang loay hoay, xoay sở. Vì người xem của mình cảm nhận được điều đó, nhận thấy như vậy, thì chủ kênh như mình đã có những cái sự phân tích trước đó, nên là mình cảm hơn ai hết. Và thời gian đó mình cũng đang loay hoay xoay sở để mình tìm một cái hướng đi để mà đưa kênh mình đi lên. Thì mình nhận được bình luận này. Trùng hợp á, là hôm đó lại là cái hôm mình ra video mới, mà video thì cũng không nhiều bạn xem. Lúc đó mình cũng bị sốc lắm chứ bộ. Mình nhìn lên và mình oán trách là: bộ, con không cố gắng hả? Con không đáng bị đối xử như vậy. Và liệu con có thích hợp để mà đi tiếp cái con đường này không? Nói ra không phải là muốn mang một cái cảm giác nặng nề, một cái sự tội nghiệp đến cho mọi người ha. Thì cái cảm giác đó nó trì trệ mình trong suốt một cái khoảng thời gian luôn. Nhưng rồi sau đó mình nghiệm ra á, đó là mình nên đặt cái tiêu chí là mang lại những cái điều tích cực cho xã hội, cho cộng đồng, hơn là muốn được nhiều người biết tới. Không phải là lên clip thì mình mới nói như vậy đâu. Đây là cuộc sống đời thường mà. Khi mà bạn quyết tâm như vậy thì không có nghĩa là cái phần còn lại của cuộc đời sẽ luôn được trải hoa hồng cho bạn. Không, nó vẫn sẽ tiếp tục thử thách chứ, đúng không? Và rồi, mình tiếp tục nhận được những bình luận này. Kênh bạn này hay nè, mà ít view quá. Cách bạn làm cũng rất số ít, bạn làm với sự đam mê, cảm ơn bạn. Anh chăm chỉ ghê, mặc dù YouTube cho anh flop nặng nhưng anh vẫn ra video trong ba ỉa mặt mếu. Anh này làm video hay ý nghĩa mà flop quá, không nhiều người coi. Mong anh đừng nản và làm nhiều video hay cho mọi người nha anh. Cũng có một sự an ủi chứ. Một điều mà mình để ý á, đó là các bạn comment trong kênh, dù là bình luận góp ý hay là bình luận nêu quan điểm thì đều rất là lịch sự. Trước tiên hết á, thì mình xin cảm ơn vì cái sự tử tế này. Một lý do mà mình rất là thích đọc sách, đó là nếu mà chọn đúng sách á, thì cuốn sách như một cái lời chỉ dẫn, một cái sự tham chiếu để bạn nhìn vào đó mà bạn có thể nuôi dưỡng chính bản thân mình. Thì mình đọc được một đoạn sách như vậy nè: nếu thấy mình chưa đủ vững vàng thì đừng vội mong cầu thành công. Hãy vui sống những ngày tháng chưa thành công, như đón nhận cơ hội để đào luyện sức chịu đựng và chuyển hóa tâm tính của mình. Đối với những bình luận này thì biết sao giờ. Mình cũng chỉ đang cố gắng từng ngày. Mình cũng chỉ là một người làm video nghiệp dư thôi, cố gắng suy nghĩ tích cực. Nhưng mà phải thực tế thì có thể những cái video của mình nó không phải là một cái chủ đề nào đó mà thu hút phần lớn người xem. Nhưng mà mình không hổ thẹn khi mà mình nói là mình đã dành 100% sức lực của mình cho từng content. Có thể nha, video của mình nó chưa hay theo ý của bạn thì mình xin phép tiếp thu. Nhưng mà không thể nói là mình không nghiêm túc trong những dự án của mình được. Người này hợp thì chọn xem kênh của mình, người kia không hợp thì
Không đúng gu người kia thì người kia có thể không chọn xem. Có thể mình hơi tham lam, nhưng mà vào cái giờ phút này á, mình cứ nghĩ là nếu mà cố gắng được á, thì mình vẫn không muốn thể hiện một cái sự mình cho là bất cần như vậy. Việc mình có thể làm nhất hiện tại á, đó là cố gắng và cố gắng cải thiện trong khả năng của mình, cố gắng từng bước đến gần với người xem hơn. Chứ đâu thể là ra clip mới thì cứ ép người này xem, người kia like, người nọ đăng ký kênh, đúng không? Hãy can đảm nhìn vào sự thật. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Video hơi trầm hơn bình thường ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này ha. À, và nếu mà có một cái chủ đề nào mà các bạn muốn mình thực hiện á, cứ comment phía bên dưới, mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng nha. Và một lần nữa cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời các bạn. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.